vụ hành hạ bé gái tới chết, kiến nghị tội danh giết người với người bố. Quy định hoãn tòa, trao hồ sơ điều tra bổ sung vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ tới chết được các luật sư đồng tình. Sau khi hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa, trao hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến chết. Các luật sư bảo vệ cho bị hại đồng tình với quyết định của tòa. Chúng tôi rất phấn khởi trước quyết định này của hội đồng xét xử, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ bày tỏ. Trước phiên tòa diễn ra, luật sư Nữ đã có kiến nghị với ông Nguyễn Văn Tuấn, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thay đổi tội từ hành hạ người khác sang tội giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Trả lời phỏng vấn sau phiên tòa, luật sư Nữ cho hay, bà và các đồng nghiệp có xem lại các video về việc Nguyễn Kim Trung Thái tham gia đánh đập bé A và nhiều lần anh ta chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang cầm hung khí đánh bé gái. Luật sư Nữ cũng cho hay, bà cả các đồng nghiệp hy vọng kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sẽ được xem xét. Đây không chỉ là mong muốn của cá nhân các luật sư, gia đình bị hại, mà là mong muốn của toàn thể người dân, luật sư Nữ nói. Hơn 20 năm hành nghề luật sư, lần đầu tiên tôi chứng kiến vụ việc như thế. Đây có thể nói là tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội nói. Theo luật sư Thơm, tội ác của các bị cáo đối với cháu bé là vô cùng tàn ác. Không có bản án nào có thể tương xứng được với hành vi của hai bị cáo này. Luật sư Thơm cũng muốn cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo Thái và Trang để răn đe, tránh trường hợp tương tự xảy ra. Luật sư Thơm khẳng định có đủ căn cứ để chuyển tội danh của bị cáo từ hành hạ người khác sang tội giết người. Trước đó, sau hơn một tiếng mở phiên tòa, hội đồng xét xử thông báo về việc xét xử công khai đối với vụ án. Theo quy định tại thông tư 02/2018, đối với những vụ án mà người bị hại dưới 18 tuổi bị bạo hành, tòa sẽ xét xử kín. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm đối với bị hại là trẻ em. Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Đồng thời, người đại diện bị hại không yêu cầu xử kín để đảm bảo bí mật, đời tư nên tòa án tiến hành xét xử công khai. Theo quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, việc xác định tính chất thương tích, tổn hại sức khỏe bắt buộc phải trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích. Trong vụ án này, hội đồng giám định chưa giám định tỷ lệ thương tích của người bị hại. Vì vậy, hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung theo yêu cầu của người bảo vệ lợi ích hợp pháp của người bị hại về giám định tỷ lệ thương tật của người bị hại vào ngày 7, 10, 11 và 12 tháng 12 năm 2021. Với yêu cầu của các luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại, đề nghị hội đồng xét xử xác định Thái đồng phạm với Trang về tội giết người và bị cáo Thái phạm tội cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử thông báo sau khi có kết quả điều tra bổ sung, hội đồng xét xử sẽ căn cứ quy định pháp luật để xét xử bị cáo theo tội danh Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố. Sáng 21 tháng 7, tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Sau phần hội ý, hội đồng xét xử trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử bắt đầu làm việc và kiểm tra thành phần, lý lịch của những người tham gia phiên xử được triệu tập. Người đầu tiên được chủ tòa thẩm tra lý lịch là bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Bị cáo khai sinh năm 1995 tại tỉnh Gia Lai, bị cáo trả lời khá nhỏ, khiến chủ tọa lên tiếng nhắc nhở. Trang vừa tiếp tục khai vừa khóc. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cũng khai sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh, trước khi bị bắt là nhân viên văn phòng, trình độ đại học. Trái ngược với Trang, bị cáo Thái khá bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Bên cạnh đó, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét và xác định Thái đồng phạm tội danh giết người với bị cáo Trang. Hội đồng xét xử giải thích quyền và nghĩa vụ của người làm chứng được triệu tập đến tòa. Theo đó, 5 người làm chứng cam đoan khai báo trung thực. Các giám định viên cũng cam đoan làm tròn nhiệm vụ tại phiên tòa. Hội đồng xét xử tiến hành hội ý về các yêu cầu của luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án. Cụ thể, đối với yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với bị hại theo yêu cầu của luật sư, hội đồng xét xử xác định việc xác định tỷ lệ thương tích là bắt buộc theo Bộ luật Tố tụng Hình sự, nên hội đồng xét xử xét thấy cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung để giám định tỷ lệ thương tích của người bị hại vào các ngày 7, 10, 11 và 12 tháng 12 năm 2021.
trước khi công bố quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Chủ tọa thay mặt hội đồng xét xử nêu một số quan điểm cũng như trả lời các vấn đề luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại đã đề cập. Cụ thể, về việc xét xử công khai đối với vụ án, theo hội đồng xét xử quy định tại thông tư 02/2018, đối với những vụ án mà người bị hại dưới 18 tuổi bị bạo hành, tòa án sẽ xét xử kín. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo bị Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm đối với bị hại là trẻ em. Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Đồng thời, người đại diện bị hại không yêu cầu xử kín để đảm bảo bí mật đời tư. Sau đó, tòa án tiến hành xét xử công khai. Ngoài ra, theo quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, việc xác định tính chất thương tích, tổn hại sức khỏe bắt buộc phải trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích. Trong vụ án này, hội đồng giám định chưa giám định tỷ lệ thương tích của người bị hại. Vì vậy, hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung theo yêu cầu của người bảo vệ lợi ích hợp pháp của người bị hại. Việc giám định tỷ lệ thương tật của người bị hại vào ngày mùng 7, mùng 10, 11 và 12 tháng 12 năm 2012. Về yêu cầu của luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại, đề nghị hội đồng xét xử xác định Thái đồng phạm với Trang về tội giết người và bị cáo Thái phạm tội cố ý gây thương tích. Theo hội đồng xét xử, sau khi có kết quả điều tra bổ sung, hội đồng xét xử sẽ căn cứ theo quy định pháp luật để xét xử bị cáo theo tội danh Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố. Trước phiên xử, cảnh sát hỗ trợ tư pháp thông báo dành 15 phút đầu để báo chí tác nghiệp, dựng hình ảnh mẹ nạn nhân thì tế nhị vì phía gia đình không đồng ý chụp. Quá trình xét xử, nếu hội đồng xét xử trình chiếu video liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo, đề nghị không livestream, quay phim, chụp hình, ai vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trước phiên xử, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, chủ tọa cho biết chỉ trình chiếu video hành vi phạm tội khi các bị cáo chối tội. Việc chiếu những hình ảnh đó là cực chẳng đã. Trong vụ án bé gái 8 tuổi VA bị bạo hành đến tử vong, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé VA, bị xét xử về tội giết người, hành hạ người khác. Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, cha ruột bé VA, bị đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trong đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình về tội giết người thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi có tính chất côn đồ vì động cơ đê hèn, hành hạ người khác thuộc trường hợp đối với người dưới 16 tuổi, phạt tù cao nhất đến 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù đối với tội hành hạ người khác và cao nhất là 5 năm tù ở tội che giấu tội phạm. Bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong. Theo cáo trạng, bé VA là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị NTH sau khi ly hôn tháng 8 năm 2020, được Tòa Nhân dân quận 1 giao quyền nuôi bé VA. Đến tháng 9 năm 2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé VA tại một căn hộ ở phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 7 tháng 12 năm 2021 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé VA trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé VA trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao. Bắt bé chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn. Còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé VA. Theo kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh giải thích, các vết thương trong khoảng 1 giờ đến 6 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ xảy ra trước ngày cháu bé tử vong và yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không đủ hành hạ bé gái 8 tuổi, vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.